một bên thì Kia và một bên thì Honda. Hai thương hiệu này thì nó quá nổi tiếng ở Việt Nam mình rồi, cho nên anh chị yên tâm về chất lượng ha anh chị ha. Số sàn giá là 325 triệu anh. 325 triệu số sàn 2014 Kia K3 nha anh chị nha. Còn cái chiếc này là 315 triệu trong Honda City. Đó anh chị thấy máy móc rất là liền lạc anh chị ha. Anh chị yên tâm về cái chất lượng của dòng Honda. Nói chung là Honda thương hiệu nổi tiếng rồi. Về cái vấn đề chăm sóc bảo dưỡng thì nó rất là đơn giản luôn, nên là anh chị yên tâm. Bà vô em ngồi thử cái em nói chứ em thấy anh thích thương hiệu Honda hơn, nhưng mà em lại thích Kia hơn anh ạ. Tại vì em thấy làm cái option á, làm bên ngoài thì đẹp nhìn trẻ trung, mà bên trong á option xe nó cũng rất là nhiều anh chị. Hello, xin chào cô chú anh chị. Chúc cho cô chú anh chị mình một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc. Chuẩn bị rồi anh chị ơi, mưa bão sắp tới rồi, cho nên anh chị nào đang cần tìm một chiếc xe ha mà về đi gia đình đó, đi công việc, thì anh chị hãy xem hai chiếc xe này. Giá chỉ có lanh quanh hơn 300 triệu một chút xíu thôi là anh chị sẽ có hai cái mẫu xe. Phải nói là anh chị ơi, tuy là đời không cao nhưng mà được có cái là form dáng khá là đẹp nha anh chị ha. Sedan rộng rãi và phân khúc hạng C, cho nên là đi cách âm tốt nè, form dáng đẹp nè, sang trọng lịch sự, đi làm ăn thì không chê ở đâu được. Đó, một bên thì Kia và một bên thì Honda. Hai thương hiệu này thì nó quá nổi tiếng ở Việt Nam mình rồi, cho nên anh chị yên tâm về chất lượng ha anh chị ha. Mời anh chị mình đi sơ một vòng đó, xem hai cái mẫu xe này như thế nào. Form dáng á, thì phía trước, phía sau, nói chung là không có gì chê hết ha. Đó, Kia K3 và một chiếc là Honda City. Đó, quá tuyệt vời luôn. Anh chị mình cứ lên ha, trực tiếp lên bãi xe của em và trải nghiệm thử hai cái dòng xe này, xem coi là như thế nào, chạy thử luôn đó nha anh chị. Và thứ hai là nâng cái gầm lên cho anh chị xem. Trước tiên đi, là một cái chiếc City này. Theo em thì cái dòng này em nhìn thấy, tuy là đời thấp ha, dạ, thiết kế rất là ấn tượng luôn anh chị. Đó. Cái dòng City này nó mang cái thương hiệu của Honda, nhưng mà có cái thiết kế nó khá là trẻ trung. Tuy là cái xe này đời có 2014 anh chị đó, nhưng mà có cái là thiết kế đẹp. Nói chung là từ phía trước hay sau, thì xe này là bên em đang bán là 315 triệu, nhưng mà lại là số tự động nha anh chị nha. Đó, anh em nào mà khoái chạy số tự động mà nhàn nhã khỏe thì có thể là chọn chiếc này. Đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 25. Và xe thì bên em sẽ coi như là bảo hành máy cho anh chị 3 tháng nè. Đó, bao rút hồ sơ nè. Nếu lên được thì có thể là bên em sẽ là coi như bao ra tên cho anh chị luôn. Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ đi vô bên trong để mình xem ha. Cái nội thất bên trong của một chiếc Honda City thì nó như thế nào. Ủa, xe này nó chưa có màn hình đâu Huy. Dạ, chưa có màn hình anh. Bây nếu giờ mà khách lên em tặng cho khách một cái màn hình. Dạ, cái cam đúng rồi anh. Giờ đợi anh chị mình lên á, là chốt xe á, là em sẽ tặng cho anh chị mình một cái màn hình, một cái camera hành trình luôn. Tại tiêu chí bên em á, chốt xe là anh chị không bao giờ để anh chị mất thêm chi phí nữa. Chỉ đổ xăng hoặc đổ dầu vào mình sử dụng thôi. Đó, máy lạnh thì hoạt động đây, đang ngồi bên ghế phụ anh chị nè. Đó, tuy là 2014 á, nhưng mà cái này em chắc chắn với anh chị luôn, gia đình sử dụng. Nên á, là các cái chi tiết này nè, anh chị thấy không? Đó, còn nguyên bản của xe hết luôn, không có thấy trầy trụa gì nhiều luôn á. Máy lạnh á, thì hoạt động sâu nè anh chị. Đó, các cái chi tiết này, đó anh chị thấy không? Cả cái hộc đi, để đồ rồi. Ghế da thì người ta cũng đã bọc ghế da mới cho mình rồi. Đó, trần xe là còn trần zin luôn anh chị. Hai cột AB á, là nhìn còn rất là sáng, chứng tỏ là đi là có chăm sóc, có gìn giữ nè. Bây giờ là 2014 nhưng mà về các cái chi tiết của xe, các cái chức năng xe là mình phải kiểm tra hết nha anh chị, chứ không phải là nói đời thấp không kiểm tra, đời cao kiểm tra đâu anh chị ha. Kiểm tra hết cái tùy tay anh chị thấy nè. Đó, còn rất là đẹp cho mình luôn. Nhưng mà em biết làm sao mà nó do nó đời thấp mà nó đẹp không? Tại vì cái xe là chất xe gia đình, cho nên là người ta chăm chút rất là kỹ như anh chị nha. Ví dụ như là anh chị cứ lên đây kêu chị là nguyên bản hết anh chị ơi. Đó, xe thì có xe nào nó cũng gọi là coi như là em cũng đã kiểm tra hết rồi, cho nên là anh chị yên tâm ha. Còn cái hàng ghế phía sau á anh chị ha, bên trong à, thiết kế phải nói là sedan thiết kế rất là đẹp luôn anh chị. Đó, ngồi rộng rãi và thoải mái luôn. Đi gia đình 5 người thì không có chê vào đâu được. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem tiếp phần cốp. À, xe á, là sử dụng là mâm, vẫn là mâm đúc nha anh chị ha. Zin theo xe và 4 thắng đĩa ABS. Được có cả là chủ trước người ta rất là kỹ nè, 4 cái vỏ mới tinh luôn. Đó, đúng cái vỏ là anh chị về là xài 2 năm nữa không xi nhê gì hết. Và thêm một cái nữa là được cái cốp này nó rộng nè anh chị nè, đi làm ăn nè, đi chơi nè, đi du lịch nè, thì tha hồ mình có thể là chứa đồ ở phía sau này anh chị. Nói chung là đồ nghề bên dưới này thì cũng còn đầy đủ hết nha anh chị nha.
riêng cái mấy cái xe mà đời này thì anh chị yên tâm về bọng sàn. Nói chung là anh chị lên đi rồi cái là bên em sẽ coi như là nâng gầm lên cho anh chị mình xem thôi. Rồi keo chỉ nó như thế nào, chỉ có là cái nước sơn thôi, là có sơn lại thôi anh chị. Đời thấp mà. Đó, Honda City. Anh chị thấy cái form dáng phía sau không? Ấn tượng luôn ha. Đó, rồi mời anh chị xem tiếp. Đó. Keo chỉ cũng vậy anh chị, keo chỉ liền lạc luôn ha. Nguyên zin nguyên bản luôn. Đó, và dòng xe này là xài 4 tháng đĩa cho mình luôn anh chị. Trước sau 4 tháng đĩa mâm đúc giúp mình đi cân bằng hơn, 4 tháng đĩa an toàn hơn. Vỏ xe còn khoảng 70 đến 80% cho mình. Bên ngoài thì đã xì ba lại, bóng đẹp cho mình. Đây. Tiếp tục. Keo chỉ. Đó, keo chỉ cửa tài anh chị thấy không? Cái này là chỉ phai màu theo thời gian 5 tháng thôi chứ còn keo chỉ là keo chỉ zin hết luôn nha anh chị. Đó. Quan trọng là phù hợp với tầm tài chính của mình chứ không phải là đời thấp đời cao. Có nhiều chiếc xe đời cao thật là cao luôn nhưng mà đi không gìn giữ chăm sóc rồi cũng rất là tệ. Còn nhiều chiếc xe đời thấp nhưng mà đi người ta có gìn giữ chăm sóc. Nên cái chi tiết xe nó còn mới, chất lượng xe nó còn đẹp anh chị ha. Đây, vô lăng trợ lực cho mình nè. Nhẹ nhàng luôn anh chị. Đó. Còn đây, cụ số tự động nè. Đó. Dễ vận hành. Vô số thì mượt mà anh chị ha. Đó. Thiếu một cái màn hình những camera hành trình nhưng mà đó là cái lời hẹn của em, anh chị mà lên mà chốt xe cái đi là anh chị sẽ có full bộ đồ chơi, màn hình giải trí và camera hành trình luôn. Rồi, nói cái dòng Honda nhưng mình phải kiểm tra cái động cơ xe anh chị ha. Xe này thì em cũng có quay một clip chi tiết rồi nhưng mà bây giờ quay sơ để cho anh chị thấy với 300 triệu hơn một tí xíu anh chị có rất là nhiều sự lựa chọn. Nhiều anh chị ngại không liên hệ, không tư vấn tại vì mình nghĩ là không có xe nhưng mà thực tế xe rất là nhiều và đẹp anh chị. Đây, máy móc 4 máy động cơ 1.5 thì xe số tự động á lanh quanh cứ 7 lít 8 lít cho em. Trên dưới quan trọng anh chị mình điều khiển dìu dìu xe rồi đi đường trường thì nó sẽ đi đường cao tốc thì nó sẽ ít hao hơn anh chị ha. Máy móc là rất là liền lạc anh chị ha. Anh chị yên tâm về cái chất lượng của dòng Honda. Nói chung là Honda thương hiệu nổi tiếng rồi. Về cái vấn đề chăm sóc bảo dưỡng thì nó rất là đơn giản luôn nên là anh chị yên tâm. Đó, đây là một chiếc Honda City chị ha. Thì theo anh chị là nên chọn cái dòng xe nào thì anh chị mình cứ comment bên dưới nha anh chị nha. Còn bên này 60 Đồng Nai. Đó, Kia K3. Thì cái K3 nó cái vẻ đẹp của nó sẽ khác hơn một chút xíu anh chị ha. Cho nên mọi người sẽ có một cái sở thích khác nhau. Cho nên là chọn cái dòng xe khác nhau nhưng mà có cái là cái xe giá tiền nó lăn quanh 300 á thì mình cứ mua về mình trải nghiệm đi anh chị. Trải nghiệm khoảng chừng đâu đó 2-3 năm gì đó. Thì cứ lên trên bên em. Bên em tiếp tục sẽ coi như là đổi cho anh chị một chiếc xe khác. Nói chung cho nó phù hợp, nói chung mình trải nghiệm anh chị. Đây. Còn cái này là chiếc K3 anh chị ha. Thì cái form dáng của cái K3 từ bên ngoài bên trong nó khác hẳn hoàn toàn anh chị ha. Cái xe này được có cái lợi thế là anh chị biết không? Vô lăng tích hợp nè và có cruise control nè. Khi mà anh chị đi cao tốc á là nhấn vô nó tự chạy ha anh chị ha, mình không cần phải đạp ga. Còn điều hòa là hai vùng độc lập và thêm một cái nữa là auto tự động hết toàn bộ anh chị ha. Xe thì trang bị hộp số sàn 6 cấp nha anh chị nha. Đó, đi đường cao tốc này kia là nó phải nói rất là trơn và ít hao nhiên liệu. Dòng này á là mức tiêu hao nhiên liệu cũng trung bình đâu đó là khoảng từ 8 lít thôi anh chị ha. Trung bình là 8 lít ha. Đó, anh chị ha. Có xi nhan gương, có gập gương đầy đủ nha anh chị nha, thiết kế bên trong nè anh chị ha. Còn keo chỉ này thì thôi khỏi rồi, khỏi bàn luôn anh chị. Đó, cái này là phía trước, còn phía sau của dòng K3 này thì nó như thế nào? Thì đây mời anh chị xem tiếp. Bà vô em ngồi thử cái. Em nói chứ em thấy anh thích thương hiệu Honda hơn nhưng mà em lại thích Kia hơn anh ạ. Tại vì em thấy làm cái option á, làm bên ngoài thì đẹp nhìn trẻ trung mà bên trong á option xe nó cũng rất là nhiều anh chị. Chiếc xe này nè, trang bị họng gió phía sau nữa. Đó, giúp anh chị mình ngồi thoải mái hơn. Mà cái quan trọng á là cái dòng sedan mà ở hạng C này nó rộng anh chị. Đó, rất là rộng luôn, cho nên là đi gia đình mà 5 người thì cứ thoải mái nha anh chị nha. Còn cái này phần tấp đi phía sau tất cả mọi thứ luôn ha. Nó điều kiến nè, cũng đã dán 3M rồi. Và thứ hai ghế bọc da mới hoàn toàn rồi. Cho nên là anh chị yên tâm ha. Về mình không có tốn chi phí nữa. Còn cái này, đây, cho anh chị xem tiếp. Dòng phân khúc hạng C thì nó cũng cái xe nào nó không phải anh chị. Là mâm đúc nè. Và đặc biệt là 4 thắng đĩa ABS. Cho nên là đi cao tốc hay đi chạy tốc độ nhanh mình có thắng thì nó cũng là ok hơn anh chị ha. Còn về phía sau thì phía sau của chiếc xe này á thì anh chị ha, nó nguyên một cái dãy đèn rất là đẹp luôn. Nó dãy đèn này. Em đang chạy một chiếc như thế này ha anh chị, mà số tự động. Nói chung là chạy khá là sướng, nói chung là rất là đồng và sướng luôn. Đây, còn phía sau bên trong nó xe sedan thì được có cái xe nào nó không phải anh chị. Dài, to, bự, rộng,
và đặc biệt là chạy đường cao tốc ha, mình đi cái tốc độ cao nó đầm, đầm xe, rất là đầm xe. Bỏ xe cua rồi cũng chuẩn bị sẵn hết, anh chị cứ lên kiểm tra. Đó, sẵn kiểm tra gầm máy móc chạy thử này kia. Nói chung là mỗi chiếc xe nó sẽ có một cái ưu điểm khác nhau và một cái form dáng nó khác nhau, cho nên là anh chị mình cứ lên trực tiếp bãi xe của bên em là sẽ được trải nghiệm tất cả các dòng xe. Nói chung cứ trải nghiệm thoải mái đi, cảm thấy cái chiếc nào hợp với gia đình mình, hợp với công việc của mình thì mình chốt ha. Còn cái xe đó là giá nhiêu ta? Dạ, 2014 số sàn giá là 325 triệu anh. 325 triệu số sàn 2014 Kia K3 nha anh chị nha. Còn cái chiếc này là 315 triệu là Honda City. Đó, anh chị theo anh chị thì nên chọn dòng xe nào thì anh chị cứ tới trực tiếp để trải nghiệm. Còn không, anh chị mình cứ cập bên em sẽ giao xe tới tận nhà ha, cam kết rõ ràng đầy đủ. Đó, không đúng thì coi như trả xe thôi. Thôi em cùng với Huy xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.